chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay Lâm đã có mặt tại công trình mấy anh em đang trồng cây cho một chị chủ nhà rất là dễ thương. Đây, mấy anh em đã tập kết cây và đất lên đầy đủ hết rồi. Thì đây mấy anh em sẽ tiến hành trồng. Cô chú anh chị có thắc mắc tại sao lại mấy anh em lại lót cái vị thoát nước ở dưới đáy chậu như thế này không? Tại vì để khi lúc mà mình tưới nước á thì mình nước nó thoát á, nó không bị ứ động ở trong chậu á, thoát nước tốt. Đây là vải địa mình lót trong chậu để khi mà mình tưới nước á, những cái chất dinh dưỡng á nó không chảy ra ngoài và không làm dơ sàn nhà của khách. Và hôm nay Lâm sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách trộn đất khi trồng cây vào chậu đá mài như thế này. Các anh chị chú ý, đây là phân trộn làm cho chấu sơ dừa tổ hùng người ta đã trộn sẵn vào, thì mình sẽ cho nó một lớp ở dưới trước rồi mình mới đổ cái đất thịt này vào. Tại sao mình không đổ cái đất thịt này xuống trước? Tại vì nếu mà anh chị đổ cái đất thịt này xuống trước thì lúc mà tưới nước thì cái đất thịt này nó sẽ nhão, và lúc mà mình tưới nước thì nó sẽ bị động, nó không có thoát nước kịp. Nên mọi người lúc mà khi trồng tưới nước vào thì nó bị dễ bị úng ngay cái lỗ thoát nước của cái chậu á, nên cái cây nó dễ bị úng nước và nó dễ bị chết. Nên mọi người cho cái phân trộn này xuống trước rồi mình cho một cái lớp đất thịt ít rồi mình trộn cho lên cho đều để nó tơi xốp. Khi mà mình trồng cây á thì cây nó thoát nước nó cũng tốt hơn. Sau khi mà mình đã trộn xong lên thì cho nó đều rồi thì mình đổ cái phân trùng véo vào và mình trộn thêm một lần nữa để cho đất nó tươi xốp và nó tốt cho cây. Đây, ba anh em đang tiến hành trộn cho cây sứ vào. Đây là cây sứ hồng nha. Tháo cái bao mà bó bầu ở ngoài xong rồi mình cho vào, lưu ý nhẹ nhàng nha, tránh bị bé bầu, không thôi là cây nó dễ bị yếu và nhanh bị héo cây. Mình cho vô thì mình đặt cố định, sau đó mình cho một ít cá thể phân trộn vào để mình lắp cho đầy cái bầu. Sau khi các anh chị đã cho cây vào trong chậu mà trồng xong cho nó đứng lên xong rồi thì mình sẽ có lấy mấy cây chống mình chống lên cho nó chắc, tại vì ở trên sân thượng này lắp là gió nên cây nó dễ bị nghiêng, nó lỡ mà mình không chống thì mưa gió một cái thì sẽ bị đổ ngã liền. Xong khi mà mấy anh em đã trồng xong thì chậu dễ thương này có cái vòi nước nên mấy anh em sẵn tưới cho khách luôn. Nên nhớ là khi cây trồng trong chậu này thì các cô chú anh chị tưới ít thôi nha, tưới nhiều quá là dễ bị úng lắm. Mấy anh em thì khi làm xong cũng chà rửa sạch sẽ cho chị chủ nhà luôn.